Em xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại em đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Thì trước mặt em là chiếc Accent phiên bản AT màu trắng. Thì Accent bây giờ rẻ thật quý anh chị ạ. Phiên bản AT này thì giá hiện tại bọn em đang bán, giá lăn bánh tại thị trường tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang thì lăn bánh chưa đến 530 triệu. Quà tặng đã bao gồm các phụ kiện như là dán phim cách nhiệt chính hãng Nissan của Mỹ, bảo hành 10 năm này, trải sàn da, bọc vô lăng, ví da. Đấy. Và phiên bản đặc biệt thì đắt hơn phiên bản này đâu đó rơi vào khoảng 35 triệu thưa quý anh chị. Vâng, 35 triệu là một cái giá cho những công nghệ như là la răng 16 inch thay vì phiên bản này là răng 15 inch. Hệ thống điều hòa tự động, hệ thống cửa sổ trời, hệ thống ghế da, hệ thống ga tự động cruise control, thêm 4 túi khí và thêm gương chiếu trong chống chói tự động. Với 35 triệu thì cũng là một cái gói khá là phù hợp cho tầm đấy option. Phiên bản AT này thì vẫn bao gồm những cái tính năng đầy đủ như là đèn nổ từ xa, hệ thống đèn tự động gạt mưa tự động, hệ thống đèn chiếu góc, hệ thống đèn nổ start top thông minh. Đó. Loa thì vẫn là 6 loa thưa quý anh chị. Accent thì phiên bản đặc biệt thì lăn bánh rơi vào khoảng là 563 triệu. Quà tặng thì cũng như phiên bản đặc biệt, bản tiêu chuẩn này thôi thưa quý anh chị. Màu xe sẵn giao của Accent thì sẽ sẵn những màu trắng, màu đen và màu đỏ. Màu đen thì hiện tại bên em còn phiên bản Accent đặc biệt 2023, giá cực kỳ tốt, lăn bánh chưa đến 550 triệu. Vâng, giá rất là tốt ạ. Thì cùng em điểm qua một chút về chiếc Accent này, anh chị có thể tham khảo. Hyundai Accent phiên bản AT này thì chúng ta sẽ có cụm đèn pha cốt là đèn halogen, kiểu chiếu qua bóng chiếu projector. Đèn gầm cũng vậy, là bóng halogen cũng chiếu qua projector. Thì ưu điểm của bóng halogen chiếu qua bóng chiếu projector thì cho chùm sáng hội tụ, giúp cho anh chị đi đường trời mưa, đường phá sương thì rất là tốt. Nó giúp là cái ánh sáng màu vàng ấy, nó giúp vào xương tốt hơn ánh sáng đèn LED thưa quý chị. Phần thân xe thì có tay nắm cửa mạ chrome này, có tích hợp mở khóa bằng nút bấm trên tay nắm cửa thông minh. Gương của xe thì tích hợp chức năng là chỉnh điện và gập điện, có tích hợp sấy gương. Rồi đến phần cốp xe thì cốp xe của Accent có một cái thể tích cốp, thể tích cốp rất là rộng thưa quý anh chị. Đó, thể tích cốp này rất là rộng, để không thể nói là rộng nhất phân khúc, nhưng mà so với cả tầm tiền và cái kích thước của Accent thì cái cốp của Accent được đánh giá rất là rộng. Phần đuôi xe thì xe được trang bị cụm đèn hậu là dạng LED. Đó, có bao gồm 4 cảm biến lùi hỗ trợ và camera lùi hỗ trợ cho anh chị là đỗ xe cũng như là ghép dọc ghép ngang. Phần cản của xe thì được trang bị, đây là cản mạ chrome khói này, có cản mạ chrome khói, có đèn gầm phản quang. Đến phần nội thất thì phiên bản AT thường này thì nội thất của xe, ghế thì vẫn là ghế da, anh chị có thể độ thêm, ví dụ như ghế da là có thể lắp ở hãng em với mức chi phí rất là tốt, rơi vào khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu thôi. Đó, ga tự động cruise control thì cũng có thể độ được tầm độ khoảng 3 triệu. Đó. Rồi hệ thống điều hòa tự động của xe thì cũng có thể là không chênh lệch so với cả điều hòa chỉnh cơ là nhiều lắm. Điều hòa tự động thì sẽ có ưu điểm là hiển thị nhiệt độ nó rõ ràng hơn và thao tác ít hơn. Và phiên bản Accent thì sẽ có một cái màn hình thì trung tâm rất là hay. Cái màn hình này sẽ cảnh báo tốc độ cho anh chị này khi đi đến từng cung đường, rồi thì là biển chỉ dẫn là chỉ đường. Đó, tạo lộ trình đây. Anh chị có thể đến những cái địa điểm như là, em lấy ví dụ như là đấy, trạm y tế, không, ví dụ như là khu Hòa Đình đi chẳng hạn. Đó, Hòa Đình 2,5 km. Đấy, thì nó sẽ có những cái cung đường cho anh chị chọn này. Mình có thể tùy chọn, trên này nó sẽ báo hết. Màn hình cảm ứng rất là nhạy. Đó,
cảnh báo rẽ rồi thì tốc độ, thời gian và khoảng cách đầy đủ hết cho quý anh chị. Chiếc màn hình này thì cũng được kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Đó, anh chị có thể biến cái màn hình này, chiếc màn hình đang giải trí trung tâm này, thành một cái màn hình lăn Android bằng cách là anh chị cắm cục Android Book vào thì chiếc màn hình này sẽ chuyển thành màn Android. Và chi phí lắp đặt Android Book bây giờ thì nó rất là rẻ, nó chỉ rơi vào tầm 5-6 triệu là anh chị có thể sở hữu cho mình một cục Android Book luôn. Phần hàng ghế thứ hai của Accent thì có được trang bị các cái công nghệ cho cửa gió điều hòa này, rồi thì cổng sạc cũng không có nhiều cái để nói đến lắm, nhưng hàng ghế thứ hai của Accent thì cũng tương đối là rộng. Đó, có cửa gió điều hòa rồi thì cổng sạc đầy đủ hết cho quý anh chị. Đèn chân cũng đầy đủ. Hiện tại thì bên em có hỗ trợ cái chương trình về trả góp cho quý anh chị là mức lãi suất cực kỳ là ưu đãi. Nó rơi vào khoảng 0,5% trên một tháng. Cố định cho 12 tháng đầu và khoảng 0,62 đến 0,63% một tháng cố định trong vòng 3 năm đầu. Tỷ lệ vay tối đa là 80% giá trị xe, thời gian vay tối đa là 8 năm. Anh chị quan tâm đến Hyundai Accent thì có thể vui lòng liên hệ số điện thoại em để ở trên màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại quý chị trong những video tiếp theo.